cô không phải sốt ruột đâu. Bác ấy đi một tí rồi bác ấy về mà. Một tí là bao nhiêu lâu hả anh? Làm sao tôi biết được. Cô cứ ngồi uống nước đi. Bác ấy về bây giờ đấy. Cô rót nước hộ cái. Này. Hả? Hay trong lúc chờ đợi, cô để tôi tháo tung cái xe của cô ra, xem có cái chi tiết nào hỏng không để tôi sửa cho. Xe em đang bình thường sao lại tháo tung ra anh? Tôi làm miễn phí cho mà, yên tâm. Không 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 không, lốp xe vẫn căng mà, lốp vẫn căng. Lạ nhỉ, ở đời ai người ta cũng thích miễn phí, có mỗi mà mình cô lại chê là thế nào? Miễn phí thì ai mà chả thích, nhưng mà cái gì chả có giá của nó hả anh? Giống như tình yêu ấy, yêu nhau rồi người ta có đến được với nhau đâu. Yêu nhau không đến được với nhau á? Vâng. Này, lại có cả trường hợp ấy cơ. Thế thì chắc là phải thương tâm lắm nhỉ. Thế anh nghĩ tình yêu nó đơn giản thế á? Đơn giản hay phức tạp thì nó cũng là do quan niệm của mình thôi. Mình cho nó là phức tạp thì nó là phức tạp, mà mình đơn giản hóa nó đi thì nó là đơn giản chứ có gì đâu. Thế theo anh cái tình yêu đơn giản của anh nó là thế nào nhỉ? Tình yêu đơn giản á? Đơn giản thôi. Cô ra đây. Cô ra đây. Ôi trời. À, cái gì đấy? Tôi sẽ ví dụ cho cô biết thế nào là tình yêu đơn giản. Ra đây. Ra đây. Này. Ui. Cô ngồi xuống đây. Ngồi ngoài vỉa hè này hả? Cô cứ ngồi xuống. Ngồi xuống. Ui. Này. Tôi sẽ ví dụ cho cô biết thế nào là tình yêu đơn giản. Tình yêu đơn giản, nó đơn giản là tôi và cô yêu nhau. Ui, sao tôi đừng ví dụ thế? Ví dụ thế, để cho cô hiểu nhá. Vâng. Tôi và cô yêu nhau. À, không phải dịch. Yêu nhau phải gần nhau chứ. Vâng. À, cô tưởng tượng đây là công viên. Đấy, đây là công viên. Dạ. À, anh ơi! Hả? Anh! Sao này để tay vào đây? Chỉ yêu nhau thì phải ôm nhau chứ! Cứ ôm một ngón được rồi! Một! Cái này hả? Một. Cái này hả? Vâng! Ôm được rồi nhá! Cô tưởng tượng đây là công viên này. Chúng ta đang ngồi trên ghế đá. Vào một buổi sáng đẹp trời. Trời trong xanh nắng lung linh. Đôi ta tay trong tay. Anh ơi, à? Yêu nhau không cần thiết phải cầm tay đâu nha. Anh cứ bỏ ra đi. Còn cầm nhiều thứ khác nữa chứ. Em không tí hí. Rồi. Và rồi em cảm nhận đi. Em cảm nhận chưa? Em cảm nhận đây. Em cảm nhận chưa? Cảm nhận rồi. Em cảm thấy gì? Cái gì hôi hả em? Mồm anh toàn mùi thuốc lào hôi. Nợ. Thích hiểu như là tình yêu đơn giản. Ồ hay. Hai chàng già, chú Bơm nhá. À, bác Phô. Tung làm ăn gì thế nào mà lại cưa gái thế này hả? Bác, không phải là cưa. Xin lỗi đã làm phiền hai người nhá. Ồ bác không phải. Không phải là cưa. Sao? Mà là em tìm bác. Sao, có việc gì? Nhờ bác phô tô cho em ấy mà. Cái gì vậy? Đây. À, úi giời, đơn xin ly hôn à? Vâng. Trẻ trung thế này mà đã ly hôn là sao? Khổ, không phải là em ly hôn. Ai? Chị gái em. À, thế à? Đấy. Thế sao cô ấy không tự đến, lại nhờ cô thế à? Đến làm sao được mà đến? Sao? Ngắt ra nhà cái kia làm sao mà đến được? Tôi chết, tôi có chuyện gì? Lết còn không lết được, thì làm sao mà đi đến đây? Sao thế? Úi giời ơi, khổ lắm bác ạ, mà chuyện thì có cái gì to tát đâu. Có mỗi một cái việc là ông anh rể nhà em. Sao? Hôm qua thế nào mà lại đi say xỉn về? Thế à, chị em chỉ nói có mấy câu thôi. Nhưng mà thế nào mà xông vào đi đột một cái. Ôi trời. Ngất luôn. Ôi trời, sốc nặng quá đấy, ngất luôn bác ạ. Thế có khổ không chứ lị? Thế là đánh nhau à? Vâng, đánh nhau. Chết thật. Trời ơi,
sao lại có một loại đàn ông vũ phu như thế nhỉ? Không thể chấp nhận được chứ bác. Hơi tí là thượng càng chân hạ càng tay. Thì nó mới ra cái này. Không được chú ạ, chắc chắn là phải có lý do gì chứ. Ừ, thế tự dưng anh ấy lại đánh à? Ồ, thì có làm sao đâu, thì đấy em nói đi. Chỉ nói có mấy câu thôi, hình như có ba câu thôi. Thế mà đánh đột một cái mà bà chị em còn không, không thể tưởng tượng được, nó quá bất ngờ cơ mà. Bác ơi, sao? Em thấy là khi ngôn ngữ bất đồng, bắt buộc người ta phải dùng đến một ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ khác à? Ngôn ngữ gì mà dùng đến ngôn ngữ bạo lực thế là không được. Ta nên dùng một từ nó văn học hơn đi. Người ta gọi là ngôn ngữ của hình thể. Hình thể gì thì cũng là cái thằng đánh người, vũ phu, thoái hóa, biến chất, sa ngã. Nhưng mà khốn nỗi, nhiều khi đàn bà ở nhà, chồng đi làm về mệt mỏi như thế muốn nghỉ ngơi, không động viên an ủi được một câu, lại bắt đầu lèm bèm nói dứt hết cả đầu. Người ta gọi đấy là ngôn ngữ gia đình. Đấy, cứ dùng cái ngôn ngữ gia đình đấy nhá, mà cái ngôn ngữ gia đình của các cô ấy cũng có thể coi đấy là một bạo lực gia đình đấy. Thế mà không nói nhỉ? Bây giờ em hỏi bác này, một cái chuyện còn con trong gia đình này, toàn chuyện lặt vặt thế này, thì đáng nhẽ khi xảy ra chuyện, hai vợ chồng phải bàn bạc, nói chuyện với nhau trên quan điểm là thống nhất về một vấn đề. Thế đây này, đằng này đấy, đinh, đột một cái thì em hỏi thế bác nhưng chị vấn em đề nói là cái gì? Nói vào lúc nào? Nó phải có thời điểm chứ, lúc người ta vừa đi làm về người ta mệt mỏi, người ta căng thẳng thì đây, rõ đây, ràng đây. Là người ta phải nào, phản ứng là đúng nào, rồi. Phản ứng không thể nào mà đánh thế được. Trời ơi, nghe tôi nói này, tôi đồng ý với quan điểm của chú. Đúng, đôi khi cái thứ văn chương gia đình ấy vâng. cũng làm cho chúng ta đau đầu, làm cho cánh đàn ông chúng ta stress. Đúng rồi. Đôi khi cái thứ văn chương gia đình ấy làm cho não chúng ta bị tạo thành hố đen, tạo thành nếp nhăn. Chúng tôi đau đầu vì cái thứ văn chương ấy đấy. Ôi chứ trời, còn nhá, không thể nói quá như thế được. Bác nói thế là quá, nói quá lên thế là không được. Quá cái gì? Tôi nói cho chị nghe, bây giờ ví dụ tôi tát chị một cái, không, mặt chị bầm lên nhá, chị về chị xoa dầu hoặc chị vào viện đi nhá. Một tháng sau, tôi chọn là ba tháng sau đi, chị khỏi. Thế nhưng mà cái hố đen ấy, cái vết hằn trên não trong đầu chúng tôi này này, không bao giờ hết được. Đúng rồi. Xin lỗi nhé, tôi mà biết rằng là nếu mà lấy vợ mà cái vết hằn trên não, cái nếp nhăn trong não ấy, nó lại nhăn trước khi mà nếp nhăn ở trán ấy mà, tôi không bao giờ lấy vợ cả. Xin lỗi anh nhé, tôi mà lấy chồng nhé, tôi mà biết nhé, gặp phải cái thằng chồng đánh đá tạt tay tát tới tấp nhá, thì còn lâu tôi mới cưới nhá. Thôi, nghe chuyện của hai người thì tôi lại thấy cái tay Romeo và cái cô Juliet ấy, thế mà lại hay. Hay cái gì? Đây nhá, cô biết không, cái tay Romeo ấy, nó yêu cô Juliet say đắm. Vâng. Tình yêu của họ đến mức cao trào. Vâng. Khi mà cái bản chất bên trong, cái bản chất của thằng đàn ông, cái mạnh mẽ, cái vũ lực của Romeo nó chưa bị lộ ra. Vâng. Và cái bản tính càu nhàu lắm mồm lèo nhèo của Juliet cũng chưa lộ ra, thì họ đã tìm cách uống thuốc độc tự tử. Chết luôn. Chết luôn. Thế lại hay nhỉ? Hiểu không? Thế đâu lại hay? Đúng, đúng không? Chứ còn gớm để bây giờ mà lại hai cái ông bà đấy mà lại lấy nhau về đây, xong rồi hàng ngày cắn nhá nhau về cái chuyện cơm áo gạo tiền, với lại cả ai đưa con đi rồi ai đón con về, thì gớm được dăm bữa nửa tháng mà không đưa nhau ra tòa mới gọi là lạ. Đấy, đấy. Thế cho nên là mới có cái câu là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mà đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Đúng là vinh quang quá. Ở thật đấy chứ. Gì tới mức độ như thế? Mà cái chính ở đây ấy, là anh chồng ấy đánh vợ phải có lý do gì? Lý do à? Đôi khi có thể là nói nhiều, đôi khi có thể là do lắm mồm, đôi khi có thể là không nói gì. Ôi giời, nhu nhược quá cũng đánh. Cuộc sống gia đình ấy đôi khi nó cứ phẳng lặng như tờ cũng không phải là hay. Đôi khi nó đánh nhau để cho nó vui mà. Như cái cặp chồng ngay gia đình tôi đấy, một tuần không đánh nhau ba lần là không chịu nổi. Ôi giời, thậm chí là kéo nhau ra ủy ban nhân dân phường là can gián hòa giải liên tục. Thế nhưng mà xa nhau một ngày là thấy nhớ, thấy thương. Đấy, đôi khi yêu nhau quá cũng đánh nhau. Đúng rồi. Thế này này, cuộc sống nó cứ phẳng lặng quá, nó nhàm chán quá, đôi khi là người ta đánh cho nó vui chứ không phải là đánh vì do giận dữ đâu. Đúng. Ôi giời ơi bác ơi. Ôi trời ơi bác, với cả anh đây nói thế này thì phụ nữ em sống thế nào được? Ôi giời ơi, vui cũng đánh, không vui cũng đánh, không vui không buồn cũng đánh, thế thì sống thế nào được? Ôi giời ơi. Thế thì chết rồi bác. Này, đôi khi ở trong gia đình không chứng tỏ cái tôi cũng bị đánh, mà chứng tỏ cái tôi cũng bị đánh. Bởi vì cô biết tại sao không? Sao à?
99% những cặp vợ chồng mới lấy nhau trong 3 tháng đầu rất có thể có những nguy cơ dẫn đến đổ vỡ, thậm chí là có nguy cơ lôi nhau ra tòa. Ôi giời ơi. Là bởi vì làm sao? Họ bất đồng về quan điểm. Họ bất đồng vì trước đây họ đang yêu nhau, họ tình cảm say đắm lắm, họ nhìn cuộc đời bằng màu hồng, nhưng khi lấy về, họ bắt đầu gồng cổ vào nhau. Và như thế rất dễ xảy ra xung đột. 3 tháng đầu rất dễ có thể bỏ nhau. Lúc bây giờ đấu tranh quyền lực theo mẫu hệ hay theo phụ hệ. Nếu theo phụ hệ thắng thì sau này nó cứ phụ hệ mà chạy. Nếu mẫu hệ mà thắng, sau này cứ mẫu hệ mà chạy. Tức là đầu tiên là cứ phải đánh nhau trước đã. Ai thắng thì theo người đấy. Rất đúng. Em thấy kiến thức của bác về gia đình thật là uyên thâm. Trải qua rồi là phải biết. Đúng. Hay. Này, thế em mới biết được là cái cuộc chiến đấu tranh để mà giành quyền lực trong gia đình nó phức tạp đến như thế nào. Chuyện thế cuộc sống gia đình nó mới là cái khó. Ở ngoài thì muốn nhảy vào, ở trong thì lại muốn nhảy ra. Đây này, đơn cử như gia đình bên này này, cô có biết bây giờ anh chị cô phải làm thế nào không? Làm nào bác? Vấn đề ở đây ý, mỗi con người ta muốn giữ được hạnh phúc, mình phải trả giá. Mà cái giá ở đây, cái giá hạnh phúc của mỗi gia đình ý. Vâng. Vợ chồng sống với nhau nó như chồng bát chồng đũa ấy mà. Vâng. Nó giống như là có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vâng. Thế nó mới gọi là trả giá cho hạnh phúc. Mà trả giá cho hạnh phúc thì đôi khi đối với người này là đắt, đối với người kia là rẻ. Và nó còn phụ thuộc vào cái quan điểm của mỗi người, quan niệm của mỗi người. Còn cái việc đắt rẻ hay sao thì nó lại do yếu tố bên trong gia đình của chị cô bây giờ. Vấn đề chị về, chị nói chuyện với chị cô. Vâng. Nội tình xảy ra làm sao. Vâng. Tìm cách nào để giữ gìn hạnh phúc. Vâng. Tìm cách nào đó để trả một cái giá cho hạnh phúc của mình. Vâng. Chứ đừng có hơi tí là lôi nhau ra tòa ly dị như thế này. Vâng. Mỗi một ngày có đến bao nhiêu cuộc cãi vã, đánh một cái ra tòa. Vâng. Chửi một câu ra tòa. Ừ. Như thế thì một ngày có hàng nghìn vụ ra tòa vì ly dị, chửi nhau vì những lý do rất là vớ vẩn. Không được đúng không bác? Chính vì vậy là đừng nghĩ đến chuyện ra tòa vội, đừng nghĩ đến chuyện ly dị vội. Vâng. Về khuyên giải xem thế nào. Vâng. Tìm ra một cái giá để mà chị cô trả cho hạnh phúc của mình. Vâng. Thế về luôn. Bác cho em xin. Ôi dồi ôi. Mày qua hôm nay gặp bác em mới thấu đáo được chuyện này. Để em về em quán triệt nhá bác nhá. Nhớ nhá. Vâng. Bảo chị là giữ gìn hạnh phúc nhá. Vâng ạ. Bằng mọi giá phải giữ gìn hạnh phúc. Đúng. Thế em về nhá. Về về. Ê. Lần sau lại tình yêu nhá. Này. Em ơi. Em có chồng chưa? Anh là người lãng mạn. Anh không bao giờ đánh phụ nữ đâu. Này. Lại sắp trả giá cho hạnh phúc gia đình rồi đấy nhá.